Mày đi phụ nướng đồ heo hai anh em mình nhậu. Ê, chú ra, quên. Tí vô bắt ra nồi nước sôi trụng đồ heo. Dạ. Đây, nước sôi rồi nè. Nó trẻ thôi coi nó chín chưa mà. Chưa được đây, chút nữa mới chín tí. Cho nó chút gì nó mà mềm mềm như thế nha. Cứng quá ăn nó tí. Đó nó tới giờ đi đổ tí. Đốt than được rồi tí ơi. Dạ. Chút mát, ba chút mát. Chưa, rồi. Rồi, để tao tổ bên đây thì cậu qua. Đưa tay vô, đưa tay. Chắc luôn đây. Ừ. Ừ. Rồi. Hay quá. Rồi. Đặt đây, đặt đây. Rồi, ok luôn. Vô, 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 vô. Đó. Cho nó mặt này trước đi, ngồi mình lặt lại. Mặt này nó còn nướng cái ốc nó chưa chín đâu. Chút nữa mới chín. Ngồi là cái chảo vậy nè. Cầm ra chéo vậy nè. Chéo cái tay vậy nè. Rồi lặt lại luôn hiểu không? Hiểu không? Ừ, lặt lại luôn, hiểu không? Rồi chả lên thôi nó chín đâu. Chả thử nha. Rồi qua. Cái lòng không đi. Đó, rồi đó, đúng rồi, ok, đã hay lắm em ơi.
quá độc á. Đúng không? Đi chỗ lại anh chán nước muối tí. Ủa muối chi ăn? Vét lên mấy da cho nó dọn rồi ăn đúng không? Đi. Đồ con nhà chết ngắt đi. Có nước muối rồi nè anh ba ơi. Đây, lại lên là nó khác. Rồi mình dở, dở lên muối nè, Đi, từ từ. Rồi chắc kính mình tí đây, đi lên tới đây. Đây đúng luôn rồi nè. Quay cái đầu quá. Ờ quay qua, đó luôn rồi. Đúng rồi tí đây, hay quá tí đây. Em là số 1 luôn đồng anh. Rút cây ra, rút kém. Tại rút kiếm ra, người mình phải chết. Nhẹ nhàng tao. Hay quá, hay quá thằng ơi. Chắc là chữ mà chết thế này. Gỗ mình chết á. Không gì á. Không ai ăn mắt tới cũng được. Thôi thằng nó tay với đi. Mà cho mày miếng mày. Được. Này chỗ này có không? À đúng rồi á. Mày không ăn rau à? Mày tí. Ừ anh tí. Tí không ăn rau à? Rồi gù đi. Rồi gói là ăn nha coi. Ủa ngon. Lên bài. Chưa. Chết hết cái ra ngoài hoài ta. Vô tới đây. Mày mua ớt đâu giòn dữ mày. Mua chứ chợ chứ đâu ăn. Từ sau mua tiếp nha. Khoái khoái. Tủ chanh, tủ chanh. Mà ngon quá quên nó bụng mà. Chú đi, cầm tấm chiếc con đi. Rồi. Mùi rượu đâu cay quá tí à. Thank you.
Tí là mày mua ớt không cay thì cũng giòn mà không cay tí à. Chết tao. Không cay, ớt gì mà không cay. Quên chưa, trốn ngủ đi, mày không ngoài. Chắc mình ăn cái này ở ngoài chắc mấy người nó nhiễu miếng chết luôn á. Đâu? Nè, nè. Được ăn luôn hả? Lại con Lan kìa, mà chưa được ăn đâu. Con Lan còn dở mày nữa. Nè, bắt tay rồi, bắt tay. Mày cho mày miếng cho mày. Mày kiếm cho mày. Giòn ghê luôn á. Nước miếng nè, giờ dính màn hình nhóc trên màn hình. Trời ơi. Trời ơi, giòn gì vậy? Kẹo miếng này nè, còn có bế nè. Bế này gì vậy? Ừ. Giòn lắm. Không ăn. Cảm ơn, đã tốt. Hiện tại thì mình vừa quay xong tập của số này. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi mình nha. Còn bây giờ thì tụi mình phải xử hết cái đầu heo này mới được. Xin chào tạm biệt. Nè anh em chuẩn bị làm dọn sạch sẽ cái đầu heo đó, xong rồi mình mới quay nha mọi người. Đầu heo biết bự luôn. Ném bao nhiêu tiền ạ? 250 hả? 250 hả? Có tiền ở đây. Cái đầu heo này 250 nha mọi người. Vậy bữa mà 25 la có 5 ngàn. Còn cái ốc ở đây luôn á. Đâu? Có ốc của mình mà. Có bộ ốc nguyên cái đầu mà. Ừ. Mình lấy cái lưỡi rồi, lấy cái lưỡi. Của chị đó có ốc chân. Được rồi đó, nướng xong đó. Rồi nướng xong đó. Nướng heo này ngộ ha, chín rồi mà cài hỏng cài quạt được. Nướng đâu chín đâu. Sống để bụng chấp mang heo này. Nó cài hỏng ra. Cái này nhạy cảm đó, nhớ chia chia đây. Đôi khi chợm nhìn em xem nhung nhang đó bây giờ ra sao. Em có con đôi mươi. Cái khúc đó anh quay qua là anh phải giục con cỏ, anh nắm cái lỗ tai heo.
Đúng rồi, anh dùng con cỏ nắm lấy tay heo đó, lúc đó anh suy nghĩ tới cái đầu heo nó làm gì đó, chứ anh không còn cầm con cỏ. Cái cọng cỏ đó là lúc đó anh đang thẫn thơ, đúng không? Anh bỏ cọng cỏ đi, lúc đó anh đang ngậm, phải không? Xong cái anh quay qua dùng con cỏ đó, anh nắm lỗ tai heo rồi. Heo dở thì coi. Đúng rồi. À. Hiểu chưa? Cái khúc đó có mang dép không vậy? Còn dép chưa nha, đỏ không á. Rồi làm lại đi. Đúng rồi. Xong rồi cái đầu thằng Khang nó mới ra, mới dịnh, nó mới nhìn rồi cái đầu eo, xong rồi cái đầu chui gì cái ông tèo thì lên ra giọt. Không, giống như là tự tử đầu tí nó lên xe rồi. Ừ. Xong rồi lúc đó anh thắng từ từ, thắng bằng hai chân, thắng từ từ nha. Thắng mà ngồi vậy mà thắng từ từ hai chân. Thế anh quay qua anh nhìn nó, là lúc đó anh thắng từ từ hai chân đó. Chẳng thắng chân, tới đây giờ quên thắng chân. Vậy con ngủ vậy đó. Ngủ đâu có xỉn. Về ha. Quá chua. Bà Vũ đâu có xỉn. Thôi không uống rượu đó nha. Thôi à, tao uống. Uống như con ngủ vậy. Thôi em mày đi. Sao vậy? Uống gì bà? Ủa gì nãy giờ là tao uống hả? Hả? Nước cạn rồi. Vô tay. Nước ấy đâu. Để nó đi, tại nhiên nhắc nó đi hết vậy. Cái này ngon nè, mày đi bới mưa ở đâu chị nó lấy. Ừ, ở ngay trước cái thùng ở ngoài sau á, cái thạp á, mấy cái thạp dở, mấy cái thạp uống như con cụ vậy thiệt á. Để tay ra nó sắc mò coi. Sao vậy? Ấn luôn nè. Không biết uống từ giờ đóng nắp luôn. Từ từ nó sặc ra. Đi ra lại đây. Đóng cái nó không được. Hả? Đi đi lấy đi chứ. Để đi hồi hay lấy cho. Uống cái tám hả? Ủa. Bán họ đổi bán nè. Tám đi. Uống cái tám ăn thôi. Đứa nào ăn này? Không rồi bà, thích má. Mày yêu bả mà mày làm gì vậy? Mà làm gì vậy? Chứ em đây anh ba mày bên đây nè. Anh ba đi ngồi, nhỏ em biết ngồi. Đang nào?